Rồi cái răng kìa. Thôi cắn cái thảm đó đi, cũng mong có sao. Thi ơi, trà đắng nè. Thi ơi, Thi ơi, khép hàng lại, người ta thấy hàng hết giờ. Trời hăng say quá, quên khoe hàng luôn. Mát mẻ ghê. Đó, chị hai nó còn vàng chân rồi luôn. Ê ê ê ê, đau tôi. Cái gì vậy bà? Qua lấy đồ chơi đi. Ở nhà trong em thì cũng khỏe ha. Ước gì có lương được ở nhà trong em vậy, có tiền thì đỡ. Kỳ ha. Sao mặt nó cứ ngây thơ thế nhỉ? Nó quen tật lúc nào nó cũng đu bám mình vậy á mấy bạn. Đó, nó chơi gì nó cũng phải tới gần chỗ mình nó mới chơi, nó chịu được á. Nhiều lúc mà mình tưởng mình là mẹ nó hay gì luôn. Thương bà cố.